À bây giờ như vậy, anh thì lúc đó anh ấy anh tính nhờ em chỉ cho anh một cái clip TikTok nào đó nhảy cho anh học TikTok với. Ủa nhưng mà nếu bây giờ anh mở cái nhạc của anh thì em có nhảy được không? Nhảy được chứ ạ. À? Anh kiểu em là hot TikToker ở đây rồi, làm gì có chuyện kiểu em nhạc nào em cũng nhảy được hết, nhạc nào cũng chơi. Ôi trời, được nhá. Ít rồi. Anh mở thử một bài. Ok ạ. 1 2 3 kiểu chặt thịt, theo chặt chặt thịt á. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Đấy, nó kiểu vặn vặn kiểu gọi là gì ạ? Vặn vắt tiêu. Đúng rồi, vắt tiêu, vắt tiêu, vắt tiêu, vắt tiêu, vắt tiêu. Rồi, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 là được. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 vắt tiêu. Ok, chương trình sẽ có một thử thách cho em. Dạ. Thử thách này thì anh nghĩ là khi mà em bắt đầu nổi tiếng lên, khi bắt đầu em có nhiều fan hơn thì đồng thời cũng sẽ có rất nhiều anti fan xuất hiện. Sẽ có người thích em, sẽ có người nói những câu làm cho em rất khó chịu. Dạ. Thì hôm nay chương trình Ok Lên Xe muốn thử là cái độ tích cực của em tới đâu. Anh, tụi anh có ghi là những cái câu mà tụi anh tự nhận xét á là thấy nó hơi khó chịu. Dạ vâng ạ. À, từ những bạn không thích em. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ tụi anh xin phép được đọc lại những cái comment đó. Dạ vâng. Và muốn nghe cái phản hồi của em. Dạ vâng. Thì em sẵn sàng không? Em sẵn sàng. Ok. Tại vì với em ấy thì anti fan hay là fan thì đều có tên giống nhau là fan đúng không? Mà fan là đều là những cái người mà quan tâm đến mình. Thì người ta mới theo dõi mình và người ta nhận xét về mình. Thì em nghĩ là những cái lời mà của những bạn fan yêu thích mình thì là những cái để mà mình có thêm kiểu cái năng lượng tích cực, mình có động lực để mình làm việc tiếp. Okay. Còn những lời của những cái bạn anti fan thì những bạn đó cũng đối với em thì vẫn chính là fan. Vì những bạn đó cũng là những cái người để giúp cho em có quan thể quan tâm tới mình, đúng góp rồi, ý cho mình, góp ý đúng cho không? Mình để mà em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Vô nha. Tham gia nhanh như chớp, nhìn chán khiếp, ăn mặc không giống ai. Trước hết thì cũng cảm ơn cái lời góp ý đấy của bạn. Tại vì thật ra là đấy là cái cách ăn mặc đấy của em á. Thì nếu như mà mọi người xem, follow em từ ngày xưa thì em bị thích Pikachu thật. Em bị nghiện Pikachu và nhanh như chớp là một cái chương trình mà lần đầu tiên trong cuộc đời em được tham gia game show. Thế nên là em cũng rất là thích là mình có thể được mang cái nhân vật mà yêu thích của mình lên truyền hình, đó là Pikachu. Thì lúc đó em không nghĩ là nó mặc cái bộ đó đồ như thế là bị trông hơi phản cảm. Tiếp tục nha. Trần Đức Bo đệ nhất, Lê Bóng đệ nhị, chịu không bao giờ cảm được mấy kiểu này. Em khi mà nghe xong cái đấy thì chứng tỏ là mình cũng phải như thế nào đấy mình được là đệ nhị chứ, đúng không? Tiếp tục nè. Chị nhảy đẹp quế, dịch em ở nhà cũng chán, bật cái điện thoại lên ấn vào là thấy cái phần thông báo chị ra video mới, em bật vào xem thì thấy chị nhảy, em cũng nhảy theo luôn, hi hi. Ủa, cái này là lời khen mà. Đúng rồi, cái này là lời khen ạ. Anh cứ hồi hộp, anh biết cái câu sau là cái gì. Ok. Dạ. Rồi khen, cảm ơn em, cảm ơn. Dạ, đi vâng. Em ơi. Thì trước hết thì cảm ơn em vì mùa dịch, thay vì việc kiểu em xem TikTok khác thì em đã lựa chọn chị là một cái nơi để mà em có thể tập luyện và vận động và nhảy theo. Tiếp theo, ngày nào lướt TikTok cũng thấy bà này. nhảy, nhìn không giống ai mà cứ lắm đứa hâm mộ, không hiểu kiểu gì. Là do em bị nghiện TikTok thật. Thế nên là một ngày mà em không ra được cái clip TikTok nào là em cũng bị kiểu bứt rứt. Thế nên có thể đó cũng là một cái mà khiến cho ngày nào mọi người mở TikTok lên cũng sẽ thấy em. Tiếp theo, xem bà bóng nói năng điệu chảy nước. Em phải uống nhiều nước vào hơn để bớt bớt chảy đi ạ. Dạ vâng, đúng rồi.
Nghe xong câu này là phải uống nước nhiều hơn. Được rồi. Xem đi xem lại clip của bóng và ngồi đếm thời gian trôi mà mãi vẫn không đếm được hết nỗi sự dễ thương, nguồn năng lượng tích cực cũng như nội lực qua từng điệu nhảy hoàn hảo hoàn mỹ của chị bóng. A hi hi. A hi hi, love you. Bop bop bop. Oh, khen không à. Có chương trình là em có thể đưa ra 5 câu thả thính nào mà khiến cho anh choáng nhất, bất ngờ nhất. Còn nếu mà không choáng anh sẽ biểu hiện không choáng. Ui anh ơi, em vừa đọc cái tin này kiểu dịch ở Sài Gòn nặng phết. Ngày á thì ra đường nguy hiểm dã man ấy. Nên là em nghĩ là anh nên trú vào trong trái tim em an toàn. Dính. Yeah. Ghê thật. Nếu mà vũ trụ chia làm 4 chiều ấy. Mày thứ mấy nhá? Mày thứ 3. Thứ 3. Chiều thứ 4 anh có rảnh không? Chiều thứ 4 anh có rồi. Trật à? Rớt miếng rồi. Dạ, vũ trụ chia làm 4 chiều, chiều thứ 4 anh có rảnh không? Là hôm nay thứ 3 rồi, thứ 4. À. Wow. Ghê. Anh hiểu rồi, anh bị lót không kịp. Wow. Trời ơi trời. Tiếp đi em. Em bị đau họng quá. Hít khúc nào. Đau họng quá. Tôi đau họng hả? Ừ. Chắc chắn anh là một con virus rồi. Tại vì gặp anh là em đã cảm thấy bị thấy sốt rồi. Cái này thì cũng được. Cũng được nhưng không có choáng như hai cái hồi nãy. Ngày trước ấy, đi học vẽ thì anh kiểu anh có phải đi học vẽ không hay là anh kiểu tự ấy, tự anh thích tự vẽ. Anh tự đi vẽ trước. Vì ngày trước á em đi học là sẽ phải vẽ những cái đường mà để mà chuyên trong cái vẽ kiểu hình elip hình gì á, anh có vẽ không? Có chứ. Hình tròn, hình cầu, chứng tỏ nếu thầy ấy cô ạ. Thầy. Chứng tỏ thầy vẽ siêu. Sao đấy? Thầy vẽ một phát đi thẳng đường vào trái tim em. Thầy ấy vậy. Anh á, anh kiểu để anh có thể hẻ một phát. Gieo miếng cũng dài lắm nha. Gieo xa. Hồi xưa đồ ha. Anh biết vẽ không đồ. Anh đi học đồ. Được, câu đi việc luôn. Rồi. Ở đây không có ông bán vé số nào nhỉ? Chị em tại vì kiểu em hay mua vé số ấy. Để anh chị em tại em kiểu... chính kiếm tiền đầu tư gì hả? Vâng, vì tại em tin vào một ngày á là bọn mình sẽ trúng số phút thê.